Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với điểm tin tối ngày 7 tháng 5 tại SNews. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có những tin tức gì đáng chú ý. Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Ngày hôm nay 7 tháng 5 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Diễn viên hài Thu Trang lên tiếng đính chính thông tin đang mắc bạo bệnh. BB Trần lần đầu chia sẻ về Running Man sau khi xác nhận sẽ không tham gia chương trình mùa 2. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải qua đời tại nhà riêng sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư và nhiều tin tức đáng chú ý khác trong 24 giờ qua. Những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội thường xuyên chia sẻ, lan truyền thông tin nữ diễn viên Hải Thu Trang đang phải nằm viện điều trị bạo bệnh. Thông tin này thì đã khiến cho rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả của cô cảm thấy lo lắng cho tình hình của nữ diễn viên, buộc cô phải lên tiếng đính chính về sức khỏe hiện tại của mình. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Hải Thu Trang đã cấp bách thông báo về việc có thông tin sai lệch về mình tràn lan trên mạng. Cụ thể, cô cho biết, ngày 29 tháng 4 năm 2021, có một kênh YouTube đăng tải nội dung Thu Trang bị bệnh và hình ảnh nằm trên giường bệnh. Điều này đã khiến khán giả và gia đình Trang rất lo lắng về sức khỏe của Trang. Để chấm dứt câu chuyện này, Trang xin phép được thông tin chính thức đến mọi người, đó là hình ảnh Trang nằm viện của rất nhiều năm trước. Hiện tại, Trang vẫn đang khỏe mạnh và hoạt động nghệ thuật bình thường. Bên cạnh đó, Thu Trang cũng mong quý vị khán giả có thấy nội dung như trên thì cứ mạnh tay báo cáo vì đây là nội dung sai sự thật nhằm mục đích câu view, gây hoang mang cho rất nhiều người. Qua đó, Thu Trang cũng cảm ơn sự quan tâm, lo lắng của mọi người trong thời gian qua dành cho mình. Vốn được biết đến là một trong những thành viên kỳ cựu tạo được dấu ấn với biệt danh Thánh Chơi Giờ ở Running Man Việt Nam mùa 1. Chính vì vậy mà sự vắng mặt của BB Trần trong mùa 2 đã khiến cho rất nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối. Và sau rất nhiều ngày im lặng, mới đây thì BB Trần cũng đã lần đầu tiên lên tiếng chia sẻ về chương trình. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, BB Trần cho biết: "Thương, nhận được rất nhiều tin nhắn từ mọi người thấy ấm lòng ghê. Thật sự thấy vui vì ít ra cũng đã để lại dấu ấn trong lòng mọi người với cái danh hiệu Thánh Chơi Giờ." Bên cạnh đó, BB cũng chia sẻ tin nhắn từ đồng đội cũ Ninh Dương Lan Ngọc vẫn nhớ BB, còn Liên Bình Phát không dám nhắc vì sợ BB buồn. Được biết, trong số dàn cast mùa mới, chỉ có duy nhất Trấn Thành và BB Trần được xác định là sẽ không quay trở lại như dàn thành viên cũ. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đội hình Running Man Việt Nam mùa 2 gần như đã lộ diện hoàn chỉnh với 9 thành viên, bao gồm Trường Giang, Trương Thế Vinh, Karik, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bình Phát, Thúy Ngân và Jack. Sau khoảng thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, vào trưa ngày hôm nay 7 tháng 5, huấn luyện viên Lê Thụy Hải đã qua đời tại nhà riêng ở Hà Đông, Hà Nội. Sự ra đi của huấn luyện viên tài năng này đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Được biết, huấn luyện viên Lê Thụy Hải phát hiện bệnh cách đây hơn 2 năm. Suốt thời gian qua, ông được gia đình đưa đi chữa trị ở trong nước và nước ngoài nhưng không qua khỏi. Trưa ngày 7 tháng 5, ông đã chút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 75 tuổi. Trong suốt những năm tháng hoạt động, huấn luyện viên Lê Thụy Hải được xem là chiến lược gia xuất sắc trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Tên tuổi của ông gắn liền với câu lạc bộ Bình Dương khi giúp đội bóng đất thủ đô vô địch V-League trong 3 năm là năm 2007, 2008, 2014. Ngoài ra thì ông cũng còn một lần giành Á quân V-League 2006, hai lần vô địch Cúp quốc gia năm 2008 và 2014. Ngoài Bình Dương, huấn luyện viên Lê Thụy Hải còn từng dẫn dắt câu lạc bộ Đà Nẵng, Thể Công Viettel, Xi Măng, Giờ Vi Sai, Ninh Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa. Kết thúc mùa giải năm 2016, ông dừng làm việc ở tuổi 70. Được biết, lễ viếng của huấn luyện viên Lê Thụy Hải được tổ chức từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 8 tháng 5 tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Lễ truy điệu và đưa tang sẽ diễn ra vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày, an táng tại Nghĩa trang Nhân dân quận Hà Đông. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu người dân tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao tại các vườn hoa và công viên. Tuy nhiên, thực tế thì vẫn còn rất nhiều người dân bất chấp lệnh cấm tìm cách len lỏi vào các công viên để tập thể dục. Theo những hình ảnh được ghi lại, rất nhiều người dân đã chui qua lỗ rào, thậm chí là trèo tường để vào công viên tập thể dục. Một số người dân thậm chí còn không đeo khẩu trang. Phần lớn người dân vi phạm đều ở độ tuổi trung niên. Chỉ đến khi lực lượng chức năng xuất hiện và kêu gọi mọi người không tụ tập đông người, họ mới bắt đầu chấp hành lệnh đóng cửa của công viên và đi ra ngoài. Dẫu biết rằng không ít người dân vốn coi trọng sức khỏe, lấy việc tập thể dục thể thao là đam mê. Tuy nhiên, trong tình cảnh cả nước đang liên tiếp ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, trong đó có cả thành phố Hà Nội, thì việc không chấp hành yêu cầu của chính quyền thành phố như trên đã nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Được biết, trong thời gian tới, lực lượng công an tại những địa bàn sở hữu các vườn hoa, công viên sẽ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân nghiêm túc tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế. Những trường hợp cố tình vi phạm như không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, cố tình trèo vào công viên sẽ được xử lý nghiêm khắc để tạo tính răn đe cho cộng đồng.
Được biết, thời điểm hiện tại đang là mùa sầu riêng chín rộ. Tuy nhiên, mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh một số người đã nhúng thuốc vào sầu riêng để giúp loại trái cây này được bảo quản lâu hơn xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến cho rất nhiều người yêu thích loại trái cây này cảm thấy hoang mang. Theo đó, người đăng tải đã đính kèm dòng trạng thái để giải thích: "Này nhúng xuất khẩu nha, không phải bán bên Việt Nam nên các bạn đừng mắng mình nha." Tuy nhiên, sau đó, video ghi lại hình ảnh mọi người đang nhúng từng quả sầu riêng vào một dung dịch màu vàng nhạt, sau đó xếp lại ngay ngắn cho nó khô vẫn gây ra những tranh cãi. Một số người cho rằng, dù ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào đi chăng nữa, nếu làm hành động có hại tới sức khỏe là không nên. Tuy nhiên, nhiều người lại giải thích rằng đây chỉ là chất bảo quản khi đi xuất khẩu, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Trước những lời lên án của cư dân mạng, phía dưới phần bình luận, chủ bài đăng đã tiết lộ thêm: "Nói cho mấy bạn biết nè, không ai hại Việt Nam đâu, nên nếu bán bên Việt Nam thì nhúng thuốc Việt Nam, chứ không có vụ xuất khẩu qua bên rồi xuất khẩu lại về đây đâu nha." Được biết, việc nhúng sầu riêng bằng loại thuốc có màu vàng này không còn quá xa lạ, cư dân mạng thường gọi đây là thuốc F9. Tuy nhiên, hiện tại thực hư và tính an toàn của loại thuốc này vẫn chưa được các chuyên gia lên tiếng. Tiếp theo, hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19, thời tiết, giá xăng dầu, giá vàng. Mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm lại những tin tức nổi bật nhất có trong 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé.